Tập đoàn ZTE của Trung Quốc ngừng các hoạt động kinh doanh ở Iran. Chủ tịch của tập đoàn ZTE, nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn thứ hai của Trung Quốc, vào hôm thứ Năm đã nói rằng những hạn chế của Hoa Kỳ đối với hàng công nghệ thông tin Trung Quốc là không công bằng. Một đạo luật mới của Hoa Kỳ được Tổng thống Barack Obama ký ban hành trong tháng 3 đã hạn chế chính phủ mua các sản phẩm công nghệ thông tin của Trung Quốc do có mối quan tâm về an ninh. Và một ủy ban quốc hội vào tháng 10 năm ngoái đã kiến nghị với chính phủ Hoa Kỳ không nên để cho hai công ty Huawei và ZTE kinh doanh trên thị trường Hoa Kỳ và kêu gọi các công ty Hoa Kỳ ngừng kinh doanh với hai công ty này. Ông Huawei cho biết công ty ZTE có sản phẩm được bán tại hơn 100 quốc gia trên thế giới và không có bất kỳ vấn đề an ninh nào ở Trung Quốc. Vì vậy, ông cho rằng những giới hạn mà Hoa Kỳ áp đặt đối với ZTE là hoàn toàn không công bằng. Ông Hu cho biết ZTE đã liên lạc với chính phủ Hoa Kỳ về vấn đề này, nhưng ông khá bi quan về khả năng có thể thay đổi nhận thức của các nhà lập pháp cũng như của dư luận Hoa Kỳ. Hiện nay, ZTE sẽ tập trung chủ yếu vào ngành kinh doanh điện thoại di động tại Hoa Kỳ. Ông Hu cũng đã nói thêm rằng ZTE đã ngừng các hoạt động kinh doanh ở Iran sau khi Hoa Kỳ mở một cuộc điều tra về cáo buộc cho rằng công ty này bán các thiết bị cấm vận cho Iran. ZTE đã nói trong tháng 3 năm 2012 rằng họ sẽ cắt giảm kinh doanh ở Iran sau khi Reuters đăng tin họ đã bán cho công ty viễn thông lớn nhất của Iran một hệ thống giám sát tối tân có khả năng theo dõi các liên lạc trên điện thoại và Internet. Hiện nay, công ty đang đối mặt với một cuộc điều tra hình sự của Hoa Kỳ về vấn đề này. Tiết lộ của ông Hu là sự thừa nhận công khai đầu tiên về mức độ thiệt hại của sự giám sát của Hoa Kỳ đã gây ra cho công ty Trung Quốc. Tuy từ chối cho biết chi tiết về những hợp đồng mà ZTE đã có với Iran, ông Hu đã nói rằng những bồi thường mà công ty đã phải trả cho khách hàng vì đã chấm dứt hợp đồng sớm và đã không giao một số lô hàng, ngay cả khi thiết bị đã được sản xuất, là những lý do quan trọng làm cho công ty bị thua lỗ hơn 460 triệu Mỹ Kim trong năm 2012. Tập đoàn ZTE đang có dự định mở rộng hoạt động kinh doanh của mình ở quê nhà. Tập đoàn viễn thông quốc doanh Telecom Trung Quốc đã công bố vào hồi tháng 3 rằng Bắc Kinh sẽ cấp giấy phép phát triển mạng 4G cho các công ty viễn thông như ZTE vào cuối năm nay. Tập đoàn ZTE được thành lập vào năm 1985 và kể từ đó đã tiến hóa từ một người bán thiết bị viễn thông thành một nhà sản xuất thiết bị tiêu dùng nổi tiếng trong các thị trường mới nổi.